Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bên của Thái. Ông ơi, em có chạy nhanh không? Em là một người có đôi chân cực kỳ dài. Nhưng chạy rất chậm. Đúng rồi. Anh biết thừa. Nên hôm nay sẽ tổ chức cuộc thi chạy trong Roblox. Đấy. Thế tại sao lại tổ chức cuộc thi mà em không giỏi? Không, trong Roblox thì chúng ta có thể công bằng hơn. Mọi người đều kiểu chạy rất chậm. Nhưng mọi người sẽ tập luyện để có thể tăng được tốc độ của mình. Ok, vậy thì em sẽ chiến thắng Baby Thành. Bởi vì em là một chú ngựa ô. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Ok em. Và xem hôm nay ai sẽ là người chiến thắng nhá. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm like video này, bấm đăng ký kênh để biết là xem quảng cáo, để ủng hộ Baby Thành nữa, làm thật nhiều video mới. Còn bây giờ, ốc xà máy của ốc đây. Chúng ta lại bắt đầu cuộc thi. Đâu rồi, vua tốc độ đây, vua tốc độ đây. Ốc làm gì ấy? Ốc đang luyện tập cùng ôi, bạn này có cái cánh bướm xinh quá. Anh cũng luyện tập với ôi. Anh chạy đây này nhá. Anh đi luyện tập cái gì mà luyện tập? Anh đi sao mà luyện tập cùng với mấy bạn kia kìa. Được rồi, bây giờ ra solo luôn. Mới vào solo luôn xem ai chạy nhanh hơn. Sao lại mới vào solo luôn? Thế mà anh bảo em phải luyện tập. Thì mình solo bắt đầu xem ai có sức khỏe hơn. Ừ, đây thế đây là gì hả anh? Đấy thì mình sẽ nhảy vào đây. Rồi, em tham gia ôi đi. Ôi trời ơi. Rồi. Cuộc đua hai người. Mình sẽ click để chạy nha các bạn. À, có auto click ở bên bye, phải ốc bấm vào đấy. Ô, ốc chạy chưa kìa các bạn ơi. Chạy quá nhanh. Chạy quá nhanh, Baby Thành hít bụi. Ôi các bạn ơi, ốc chạy nhanh tốc độ bàn thờ luôn. Ôi, ốc sắp tới đích rồi. Không thể như thế này được. Vượt chưa? Ôi dồi ôi, Baby Thành đưa nhìn còn không thấy bóng của ốc luôn mà. Sao mình để chạy chậm như thế này? Chắc là do mình là con trai, mình mộng năng nặng mông mà mình chạy chậm đó các bạn ạ. Về đích, đích kia rồi, đích ở trước mặt rồi. Anh chăm đuổi được ốc rồi. Ốc ơi, hôm nay sẽ cho em mở mang tầm mắt với tựa game World Pass siêu hay luôn. Ấy, có thế mà cũng khoe. Em còn biết sự kết hợp World Pass với Meta Slug 3 nhiệm vụ chiến trường bùng nổ là hoàn toàn mới, với sự tham gia của hai nhân vật nổi tiếng từ IP cổ điển, đó chính là Marco Rossi và Eri Kasamoto, sẽ mang đến cho người chơi trải nghiệm vô cùng thú vị. Anh có biết sức mạnh của hai nhân vật này không? Quá là đơn giản. Marco Rossi là đội trưởng rất giỏi công nghệ với sức mạnh vô cùng lớn, như tăng tỷ lệ crit lên đến 10% cho quân đội của mình trên chiến trường, hay là kỹ năng hack làm tê liệt vũ khí của đối thủ, tăng thêm sát thương cho đội quân khi cận chiến. Sau khi thức tỉnh, anh ấy sẽ lái xe tăng Meta Slug đến và làm khả năng phòng thủ của kẻ địch giảm đi 15% nha. Ôi, còn Eri Kasamoto lại là một đứa trẻ mồ côi tham gia băng đảng từ rất nhỏ, nhưng điểm mạnh là vô cùng đáng tin cậy các bạn ạ. Khi cô ấy dẫn dắt quân đội, đội quân sẽ được tăng sức sát thương và phòng thủ luôn. Còn khi máu của đội mà thấp hơn 25% á, thì sức mạnh chiến đấu sẽ tăng 5% sát thương. Đồng thời Eri Kasamoto còn làm giảm tỷ lệ trúng đích của kẻ thù và hóa giải ngay đòn tấn công chính luôn. Còn sau khi thức tỉnh thì chỉ cần cô ấy ra tay, kẻ thù sẽ rơi vào trạng thái bốc hỏa. Anh thấy ghê không? Quá là ghê luôn. Anh, mặc dù chỉ huy mạnh là thế nhưng anh cũng cần dùng não, hiểu không? Dùng não để sắp xếp đội quân phù hợp nhất cho hai sĩ quan nổi tiếng này và tối đa hóa sức mạnh chiến đấu ở trên chiến trường. Còn các bạn đã chọn được nhân vật yêu thích để tham gia đội quân của Marco Rossi và Eri Kasamoto chưa? Nhớ rủ bạn bè cùng chơi nha, sẽ có cơ hội nhận phần thưởng tiền mặt và rất nhiều vật phẩm trong game đó. Sự kiện mới cuốn quá, quên mất không giới thiệu cho các bạn về tựa game World Pass. Thì đây là một tựa game chiến thuật đa nền tảng. Khi chơi mình sẽ sử dụng chiến thuật này thay đổi thế trận để đánh bại kẻ thù còn có khi mạnh hơn cả mình. World Pass từ hệ thống vũ khí vô cùng phong phú đến tự do tổ chức quân đội theo ý của mình này, lối chơi GVG5 và rất nhiều lối chơi khác nhau sẽ cho các bạn cơ hội trải nghiệm vô cùng tuyệt vời đấy. Anh nhìn này, World Pass mô phỏng chân thực thế giới chiến tranh vô cùng đẹp, các trận chiến nổi tiếng trong lịch sử với chế độ bắn tỉa cho phép mình âm thầm tiêu diệt kẻ thù trong bóng tối, quá mạnh luôn. Một tựa game quá là xịn sò. Và hãy cùng chúng mình tham gia sự kiện World Pass với Meta Slug 3 nhiệm vụ chiến trường bùng nổ để khám phá những điều thú vị nha. Link tải mình sẽ để dưới bình luận này, dưới mô tả, các bạn nhớ bấm vào đấy tải về và chơi cùng Bên của Thành và ốc. Ok. Anh chăm đuổi được ốc rồi. Ốc tới đích luôn rồi các bạn ạ. Vị trí thứ nhất cực kỳ là chất. Quy đành về thứ hai kìa. Cày đi à, sao mình được chạy thua ốc? Ôi giời, chạy à, ôi giời. Chắc là do ốc á, ốc người nhỏ đấy. Ôi giời. Yeah. Số 1 cái gì? Thấy chưa? Mặc dù ốc chạy về trước nhưng anh vẫn đạt giải số 1. Các bạn ơi, không phải đâu. Ở trên máy của ốc là ốc được giải số 1 mà. Ý giờ toàn là lừa. Rồi ok, bây giờ anh sẽ phải đi luyện tập các bạn. Anh sẽ lên máy chạy này, anh chạy.
Em cũng luyện tập. Ui, đấy. Anh có thể mua giày siêu tốc độ bên Quý Thành ạ, để chúng ta có thể là đi được nhanh hơn, hơn là phải luyện tập, hiểu không? Giày rất là quan trọng trong việc chạy bộ. Đúng rồi, mình đi giày thể thao như thế này mình chạy chắc mới được tốc độ cao. Chứ còn đi giày thời trang, đi ốc đi giày cao gót vào đấy thì ốc khỏi chạy luôn. Ốc còn chẳng có giày ấy các bạn ạ, ốc đi chân đất. Ốc quá khổ luôn mà. Người nghèo khổ quá nhỉ. Bê Quy Thành đúng là người có tiền thích thật. Chắc tí nữa lại ăn gian mua đôi giày xịn, xong rồi chạy, xong rồi lại ra vẻ mình là người chạy giỏi. Ai làm thế? Đây, đây vẫn chưa chạy được, phải được 200 tốc độ thì mình mới chạy được ở đấy các bạn ạ. Ôi giời, được 55 tốc độ đến mùa quýt nào. Bây giờ ốc còn gần được 100, còn chưa dám sang đấy này. Từ từ, kệ anh, tí anh sẽ xem nào, anh sẽ mua một con gì đấy. À, mua giày đi các bạn. Đúng rồi, Bê Quy Thành sang mua giày. Đấy, biết ngay. Uầy, giày nào xịn nhất? Ồ, cái này chỗ này nào? Là mua bằng tốc độ rồi các bạn ạ. Mình không có, mình mua bằng robot. Ở đây em nào, ở đây có thú cưng này, những con thú rất là giới hạn luôn. Ờ, chắc là thú cưng cũng sẽ giúp mình chạy nhanh hơn đấy. Đúng giống rồi. Như là nó đẩy mình đi ấy. Để tốc độ đây. Mua loại nào nhỉ các bạn nhỉ? Mua cái loại 1100k đấy, đi một phát bấm chuột phát về đích luôn. Không được, anh sẽ mua loại 99 thôi. À đâu? 15k, 50k này. Ờ, mua loại 50k đi. Eo, Bê Quy Thành mua một phát được 3k, mình chạy hộc máu ra mới được có 139. À, bây giờ chắc là mình sẽ mua 3k thôi các bạn ạ. Này, mua tiết kiệm, không là mình mua nhiều quá tí ốc chạy hít khói, không hít được. Bê Quy Thành toàn mua hay chơi những người mua. Không. Mua thì chơi một mình đi. Ngoài mua anh vẫn phải luyện tập, anh vẫn phải chạy. Em hiểu không? Đây, anh chạy này, luyện tập chăm chỉ đấy. Thấy không? Mọi người có giày đi ở chân cái ốc kìa, mình lấy giày đi ở đâu nhỉ? Ờ nhỉ, mọi người có giày thật, nhưng mà còn ốc thì đi chân đất. Ôi giời ơi, à mọi người mua ở đây này. Mình mới có 3k, cái này mua bằng 5k. À đây, đi dép để ông này. Đi dép tông á? Sao lại đi tông? Đi tông nào, đi chạy luôn mà các bạn, buồn cười thật sự luôn. Ôi cười luôn, ông ơi. Ở đây có những người đang đạt giải rất là cao trong cuộc thi chạy. Bây giờ anh sẽ solo với những người này để luyện tập. Sau đó tí anh sẽ gặp lại ở ốc ở cuộc thi cuối cùng. Hiểu chưa? Ờ biết rồi, anh thì kinh rồi. Bạn thì kinh rồi. Nào, tham gia cuộc đua đây, ốc đi thôi. Ui xôi, cuộc đua rất là đông luôn. Ôi sao chúng nó chạy nhanh thế? Ít ra mình về vị trí là mọi người về đi hết rồi. Mình về gần biết. Trời, vẫn chạy chậm quá, mọi người chạy nhanh thế nhỉ? Không sao, đi có vẻ như mình đi dép tông lào hơi phế. Rồi xong, các bạn ơi, mình về vị trí thứ tư. Ôi giời ơi, đồ ăn hại. Các bạn ơi, không thể như thế được, mình về vị trí thứ tư gần bét rồi. Bây giờ mình phải đi luyện tập tiếp thôi. Chắc là mình phải đi ra kiếm con thú cưng gì đấy. Đâu nhỉ, có con thú nào, mua thú cưng ở chỗ nào không nhỉ? À, vào shop. Đấy, vào shop thì chúng ta sẽ mua được thú cưng. Anh sẽ mua một con thú cưng gọi là... Đây, mua một quả trứng bất kỳ đi các bạn. Thú sẽ giúp chúng ta tăng tốc độ di chuyển. Mua luôn. Quay số, xem ra con thú gì nào. Bóng Pokemon. Ui, đỉnh thật sự các bạn ạ. Rồi xong, mình quay random ra mấy con ở đây các bạn. Bây giờ mình có thú cưng rồi. Bây giờ mình sẽ cho thú cưng của mình vào. Đấy. Đây. Ông ơi, anh có thú cưng rồi đây này ông ơi. Anh thì kinh rồi, em vẫn đang luyện tập. Tập à? Đây này, thì chú cưng của anh không? Ba con này cũng không biết là con gì giống như kiểu ba con sâu á. Ờ, trông giống ba con sâu mình ghê thật. Mà anh mua hẳn ba con một lúc à? Anh quay được ba con này. Wow, anh xịn thế. Đây, từ từ, anh còn con này nữa đây này. Đây, anh chỉnh nó sang này. Ở giữa có một con đầu lá cây rất là cute luôn ốc ạ. Hai, mình đã luyện tập đến 1000 sức mạnh rồi. Bây giờ mình phải tìm một người ở đấy để thi đấu mới được. Người nào? Em ra thi đấu với đội kia kìa, có những người đấy đúng rồi. Những con người đang ở đấy đang đợi để tìm đối thủ. Em khi nào chạy thắng được đội đấy thì hãng đòi solo với anh. Bây giờ tốc bấm độ vào anh. Đâu? Bấm vào đâu để đua với mấy người này? Đấy, đi ra chỗ vị trí chạy đó. Ra chỗ kìa, vạch xuất phát kìa. Rồi ok. Không thèm ai đua luôn mà. À đây rồi. Nào hãy nhìn ốc đây, ốc sẽ đua với những người giỏi nhất trong cuộc đua này. Ghê vậy, đua luôn mà. Xem ốc có thắng nổi không nha các bạn. Yeah. Đây giời. Có những người chạy siêu nhanh. Lướt trên mặt nước ta như cơn gió. Cơn nhưng gió. Không, ốc đang bắt đầu vượt một bạn rồi. Vượt qua một bạn rồi.
Cô đây đâu ơi, em sẽ đạt giải biết. Không, em không đạt giải biết. Nhìn đây, em đã về đích rồi. Về được không? Em về sắp được về không? Đích rồi. Em sẽ về luyện tập thêm, em cũng đi tông rồi mà. Em được đi tông miễn phí. Và em về vị trí thứ tư này. Giống anh lúc nãy, nhưng mà bây giờ anh đã nâng cấp được rồi. Anh đã chạy được lên cái máy chạy màu hồng rồi. Ông ra đây mà xem này. Anh chạy như điên luôn mà. Đây. Tăng ấy, chạy gọi là không mệt nghỉ luôn các bạn ơi. Còn bây giờ em đang quay thú cưng. Wow, em có thú cưng nhìn trông cá nhưng mà lại hơi cú mà. Đâu, lại đâu, còn... đâu. Đây này. Đâu ra lắp thú cưng vào cho anh xem nào. Này. Đâu, đứng lại đây nào. Đây. Trông như kiểu con cá mọc đuôi ngược ở trên đầu ấy vậy không? Ừ, công nhận đấy, em thấy thế. Trông ngu luôn mà. Đây này, ra đây anh sẽ chạy tốc độ. Để anh tăng tốc độ lên. Lắp thêm một cái thú cưng nữa. Wow, em ra bèo la. Bèo la cơ mà. Đây này, anh chạy ra cái máy chạy tốc độ cao nhất rồi đây này. Ông ơi, bây giờ anh sẽ đi solo với bọn kia các bạn ạ. Đây à. Eo. Bây giờ anh sẽ ra solo. Trời, thế ai chơi. Solo với tất cả những cái bạn ở đây. Bạn nào đang đạt vị trí số 1 kia, final boss kia, mặc áo đỏ, chứng tỏ chạy rất nhanh. Đúng rồi đấy, mặc áo đỏ chạy nhanh đấy. Rồi ok, bây giờ solo luôn các bạn. Mình đã quay trở lại và mình lại hơn xưa rồi. Nào, chuẩn bị, cuộc thi sẽ bắt đầu. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Tôi về đích đầu tiên luôn. Hít khói luôn. Chơi như bên hành chả hay, chả có tí luyện tập nào cần mua. Mua đây, luyện tập đây anh ra đi. Anh mua, anh nghe, quay thú cưng nó cũng đẩy anh nữa kìa. Đấy, thấy không. Ui giời ơi, chạy xịt khói mông rồi đây này. Ông sẽ là người luyện tập chăm chỉ. Sẽ có một ngày ốc thắng Bê Quy Thành mặc dù ốc không mua một cái gì. Làm sao mà có thể thắng được anh? Em chỉ có về biết thôi. Quá chuẩn luôn. Nhìn anh này, anh solo lại này, anh chấp mọi người chạy trước này. Đó, chạy cho chạy trước luôn các bạn. Này, cho chạy trước này, chạy đi. Ôi giời ơi, các bạn cái hình khói luôn rồi. Dây đành đạch luôn rồi, thua không thể làm mà đỡ được Bê Quy Thành. Vị trí đầu tiên. Wow, vị trí đầu tiên được nhiều cúp thật đấy. Được rồi nhá, bây giờ anh bỏ thú cưng ra để anh chạy đây này. Đây, dùng thú cưng, được chưa? Không có thú cưng, anh vẫn tốc độ bàn thờ. Đâu? Ui dồi. Hít khói chưa? Về đích số 1. Đi tông Lào nhưng mà chạy rất là gì luôn các bạn ạ. Ây giời, xịn thật đấy. Anh có nhiều cúp thế, anh đến anh mở thêm đi. Đây đây, bạn này muốn solo à? Ok, chơi luôn. Nào. Ôi giời ơi, bạn điên rồi, solo với anh rồi, giời ơi. Rồi, về biết luôn rồi còn gì, vị trí đầu tiên luôn mà. Thích solo nữa không? Cho hít khói luôn. Đây. Bạn đấy là bạn nào? Đây. Bạn ấy đang thích solo à? Để em solo với bạn ấy. Để anh tìm đối thủ nào. Ây à, đây đối thủ nữa. Tuổi con ngăn con. Ôi trời ơi, bạn kia ơi. Tôi đích rồi, bạn kia vẫn còn chưa thấy đâu cơ mà. Anh gọi là vô địch chỗ này rồi các bạn. Đây, anh kia phải thắng tất cả mọi người ở đây. Đây rồi, anh mang lại thú tăng tốc độ cho anh rồi. Đâu, bạn nào? Bạn ấy đang luyện tập kìa, chạy như điên kìa đấy. Kinh, bạn này luyện tập chạy như điên luôn. Ờ. Mặc dù anh chạy tông Lào thôi nhưng mà anh á, ra tìm cân mọi đối thủ. Nào ra đây. Ôi, mình vẫn về thứ tư các bạn ơi. Mình không thể nào về nhanh hơn được. Ốc đang chạy đua các bạn ạ. Ốc ấn mỏng cả chuột. Chạy vẫn về gần bét. Ốc bây giờ vẫn về thứ tư. Nào, ai đây chạy đua nào. Đây, có một bạn chạy ra có vẻ như kiểu muốn solo với anh rồi. Nào, lên đây. Solo luôn, bạn bọ đùa này, ra đây. Bạn bỏ rồi đâu, bạn ấy là bạn quả dừa kìa. Ok. Đi sang đấy tham gia bạn ấy đi. Ok, sẵn sàng. Hay quá. Ôi 20 tốc độ chạy ơi. Dài ơi. Chắc. Anh còn không thèm bấm chuột luôn mà. Anh mà click chuột anh về từ lâu. Mấy bạn này còn là hít khói luôn. Đấy. Rồi. Đâu, ốc đâu, ra solo với anh nào. Ốc đang luyện tập, ốc không chơi những người như anh. Đây, anh bỏ hết đồ ra này. Bỏ cả anh giày. Bỏ hết đồ thì anh cũng vẫn mua được cả ba mấy rồi sức mạnh rồi. Anh đâu? Vừa có 3,35 triệu sức mạnh rồi. Ai đâu? Chơi với người như anh em không chơi. Ra chạy thử xem nào. Đây để cho. Em không chơi. Đâu ra đi. Đã. Em không chơi với anh. Anh luyện tập cùng nào đấy. Em tránh ra, em không luyện tập với người như anh. Ở đây ra đây. Ra đây. Nào solo.
cứ đòi solo, người ta không thích rồi lại còn cứ đòi. Đây, solo để chứng tỏ cho các bạn thấy ai mới là vua tốc độ ở đây. Nào, ra đây. Anh không mặc gì luôn này, rồi. Không mặc gì nha, anh không bấm luôn, anh không click chuột, được chưa? Đấy, chưa, bên mình vẫn thắng rồi các bạn ạ. Ông còn tít bù luôn. Chơi thế thì chỉ có chờ một mình. Yeah, tôi là vị trí số 1, ông mà còn đang chạy rồi các bạn. Ôi trời ơi, giờ mới tới đích. Cài dài. Đáng ghét, anh mua giày đi, anh mua được giày đấy, anh có nhiều cúp mà. Ờ, bây giờ đi mua giày nhỉ. Đấy, mua đôi giày màu xanh nước biển đi. Đôi dởm quá, đôi này cộng 30 này, đôi lớn nhất này. Ờ. Sắm luôn đôi này vào chân, ui giời ôi. Ây ồ, trông cực xấu. Cực xấu nhưng mà chạy cực nhanh. Rồi, trông xấu rồi. Xem còn gì nữa, mình ra lại quay thú tiếp đi. Ôi, quay thú 3.000 luôn. Ờ, chắc phải xịn lắm ấy. Ờ. Ủa ơi, có mấy con thì kiểu có lửa mới băng hay gì ấy. Bây giờ bấm vào đâu ốc? Đấy mà auto. Ok. Các bạn ơi, xem mình giết được con thú gì nhá. Boom. Cá mập. Ôi, có nữa luôn à? Quay nữa luôn, quay nhiều ấy. Boom. Lại cá mập. Sao toàn được cá mập. Thử đeo cá mập vào xem. Đeo hẳn 3 con luôn cho nó nhanh. Ok. Rồi ok các bạn ơi, 3 con cá mập. Vua cá mập. Giày siêu tốc. Rồi bây giờ ai đã solo đây, bây giờ thử chạy. Ô, bạn ấy chạy có vẻ trông nhanh đấy, nhưng mà làm sao chạy nhanh mà ai nhìn này. Ok nha, anh chạy một phát lên 3.5 luôn. Bây giờ phải thi đấu thì anh mới có nhiều cúp để quay được nhiều. Mấy cái bạn bot ở đây á, làm sao bây giờ thắng được anh này. Cho hít khói luôn này, ra này mà xem này. Anh cũng không cần phải bấm này. Cuộc đùa với những người quá yếu. Về đích rồi. Về đích rồi. Trước thôi. Dãy đành đạch cả nút chưa. Đấy, khi mà anh thắng anh sẽ có nhiều cúp lắm. Ồ, ui, 3.000 cúp à. Đây, xem nào, quay đi quay tiếp các bạn. Quay được 2 lượt luôn, xem quay được con gì nhá. Anh bấm vào trúng. Wow. Hết rồi. Hết à? Hết rồi. Chết hết rồi. Đâu? Đâu à? Máy đơ rồi, bây giờ máy đơ. Đối thủ quá mạnh tay rồi, bây giờ máy đơ luôn rồi các bạn ạ. Đây này, bây giờ anh sang một cái map mới này. Anh sẽ đi tìm một đối thủ, anh đứng đây đợi luôn. Đấy, nhảy lên anh á. Vào đây solo. Kìa, em bé xíu xíu đang nhìn anh kiểu ngưỡng mộ à? Ngưỡng mộ quá thì vua tốc độ ở đây à? Không ai có thể thắng được nào. Ốc ra solo trận cuối cùng để cho các bạn thấy là tốc độ anh quá cao. Bên mình cứ bị điên nhỉ, em không solo với anh. Đâu ra đây. Em không đi đâu. Đây là cái kết thúc video để xem hôm nay ai mới là vua tốc độ. Nào đây. Ai thì chưa thi biết rồi, thi làm gì. Không phải thi để các mình. Bạn nhìn thấy kết quả thì anh chấp em không bấm. Nào đây. Không bấm anh cũng vẫn thắng. Tháo rồi. Giày, được chưa? Tháo giày anh vẫn thắng. Tháo rồi ra đi, chạy ra đây. Nào, solo trận cuối cùng nào. Solo cái gì mà solo, suốt ngày đòi solo. Ai thèm chơi với anh. Rồi ok. Yeah, ai không bấm nha. Cháu chạy nha. Đấy, bị bệt thảnh rồi. Ôi ơi. Xin lỗi anh về đích trước rồi. Bố mình nhịn lâu lắm rồi thế nhé. Đây các bạn ơi, trong video ngày hôm nay mình đã là người giành chức vô địch cuộc thi chạy toàn quốc. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt xem quảng cáo ủng hộ Bêu Thành và Ốc Lắm thật nhiều video mới nha. Anh chiến thắng rồi, nhớ bấm like video, bấm đăng ký kênh ủng hộ anh biết quý anh. Mình đi luyện tập tiếp đây các bạn ơi. Ốc vẫn đang luyện tập. Cho em luyện tập, bây giờ anh out game ra để mai solo lại với Ốc nha các bạn. Bye bye.